bên, cái loại này là siêu chắc nhất trên thị trường hiện nay và lắp đặt cực kỳ dễ. Và bây giờ mình ngồi sau phía sau cho anh em xem. Không khác thì mình ngồi một cái ghế tựa rất là sướng, như kiểu ghế của ông vua ấy. Hai tay bám ở hai bên này rất là chắc. Và cái bộ này là siêu chắc nhất bây giờ. Hiện tại là lắp trên con Suzuki Vanis, Suzuki RX, Suzuki R cực chuẩn luôn, ngồi rất là đã. Đi đường dài rất là sướng, đùi không bị kích, tất cả cái góc đùi này không bao giờ nó bị hôm nay tất cả góc đùi. Đây là mông cũng không kích, mông cũng không kích, tựa lưng rất sướng, bám tay được ở đây rất là chắc chắn và có thể đi đường dài một cách ung dung. Ông người ông nghe rất là phê. Hello anh em, đây là quy trình lắp thùng GV lên con Suzuki GRX 150 anh em nhé. Đây là lắp thùng GV lên 3 ga được thiết kế tại Moto Tuấn Phát. Nhiều anh em hỏi quá, hôm nay làm hẳn clip luôn. Đây, nguyên bộ thùng GV về anh em lắp như thế này đây. Rất là chắc chắn luôn. Moto Tuấn Phát thì có thiết kế 3 ga dành cho các loại Suzuki GRX, S và GR150 và Bandit. Rất là chắc chắn và cũng rất là đẹp. Sản phẩm 3 ga này đã rất nhiều anh em sử dụng rồi, nhưng nhiều anh em mà thắc mắc có lắp được thùng GV không thì hôm nay chúng tôi lắp luôn thùng GV cho khách đây. Đây bộ phụ kiện của thùng GV đây để lắp vào, 3 ga rất là chắc đây. Anh hỏi món gì nhỉ? Mô tô Tuấn Phát chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm thùng GV chính hãng luôn. Thùng GV sau rồi hai bên hông đều có cả, bán buôn bán lẻ. Là ba ga của chúng tôi đây được thiết kế để lắp thùng GV rồi, rất là đẹp anh em nhá. Lắp đặt thì dễ dàng và rất là chắc chắn nữa. Anh em xem thử này. Anh em nhá. Đây này, đây. Đây là một đầu nó bắt vào đây. Và một đầu nó bắt vào đây. Cái này là tạo độ treo. Ở đây thì bắt thẳng vào đây luôn. Còn cái này nó sẽ bắt vào cường khung vào đây, cường khung vào đây. Tất cả là ốc e-lock, ốc chính hãng của nó hết. Này, đây phụ kiện chính hãng của GV anh em nhá. Đây này. Bắt các điểm đây, bắt một điểm ở đây này, treo đây. Bắt các điểm. Rất là chắc chắn luôn. Còn khi mà lắp vào thì lắp như thế này anh em nhá. Thì đây nó có cái chốt. Chúng ta ấn vào là xong này. Đấy, thế là xong. Rồi khi mà mở ra thì anh em mở như này. Rút ra, rút thùng ra. Và lắp vào thì anh em lắp như thế này. Rất đơn giản. Đấy, xong. Khóa vào. Vừa tiện. Xong. Đấy, xong. Vừa tiện lợi này, vừa thời trang anh em nhá. Thật viên chim cu cu. Chúng ta đã lắp xong một bên, còn bên nữa. Chúng tôi nhận bán buôn bán lẻ cung cấp các loại thùng GV chính hãng và đồ chơi xe độ cho tất cả các loại xe lòng xe anh em nhé. Anh em có thể liên lạc qua hai fanpage là Mô tô Tuấn Phát và đồ chơi GRX 150 Tuấn Phát. Để lắp được thùng GV lên hông anh em nhé. Đây sẽ có phụ kiện của GV, có những các part nối, thanh nối đây. Anh em lắp treo vào ba ga như này. Ốc phụ kiện của GV chắc chắn rồi. Anh em treo vào ba ga vào các điểm đấy nhé. Và đây nữa, một điểm lối từ chỗ đoạn này ra, ra chỗ để chân đây. Không phải bố mua một phần gì đấy, nhà anh ta mẹ chuyên tỉ mới ra.
Đây thùng 3 ga sau anh em nhá. Lắp bằng các bát giữ bên dưới này rất chắc chắn là không cần phải chế gì nữa cả. Just let us escape.